Năm nay thì nắng nóng đến muộn hơn, tuy nhiên theo dự báo từ nửa tháng 6 cho đến hết tháng 8, nắng nóng sẽ rất gay gắt. Vì vậy mà nhu cầu sử dụng điện chắc chắn sẽ tăng cao. Vâng, và để cấp điện liên tục an toàn cho sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp thì Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai các phương án cấp điện dịp cao điểm nắng nóng. Xác định thời gian tới, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao, xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ tại một số khu vực. Điện lực Đô Lương đã tập trung nhân vật lực kiểm tra toàn hệ thống, qua đó đã luân chuyển 12 trạm biến áp, bổ sung xuất tuyến 10 km đường dây hạ thế, thay mới 11 km đường dây kém chất lượng, đóng điện 12 trạm biến áp chống quá tải ở các xã thị trên địa bàn. Trong dịp này, điện lực cũng thay dây kém chất lượng cũng rất là nhiều. Nhiều trạm biến áp cũng như là xuất tuyến cũng là các lò xuất tuyến cũng đã bổ sung rất nhiều trong mùa nóng nóng này. Với điện lực Anh Sơn, ngoài việc kiểm tra khắc phục các khiếm khuyết trên lưới, đơn vị đã phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên phát xẻ được 80 km hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn 6 xã. Thời gian tới tiếp tục phối hợp với cán bộ chiến sĩ trung đoàn 335 quân khu 4 phát xẻ hành lang lưới điện những vùng khu vực trọng yếu. Đặc thù các huyện miền núi thì cái hành lang là cái nan dài nhất, phức tạp nhất. Thì điện lực Anh Sơn phối hợp với chính quyền, cấp ủy chính quyền sở tại cũng như là được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện các cái giải pháp quyết liệt triệt để trong việc là chặt cây trong và ngoài hành lang và đã đem lại một cái kết quả rất cao, đó là một trong những cái ba đơn vị là sự cố ít nhất, hạn chế tối đa cái sự cố mà do cây cối va quệt vào đường dây để đem lại cái nguồn điện ổn định phục vụ trên địa bàn. Để chống quá tải, Điện lực Thành phố Vinh đã xây dựng sen giám mới 5 trạm, đồng thời luân chuyển các trạm biến áp ở khu vực non tải, quá tải, kéo trên 2.200 mét dây hạ thế để kết nối san tải, giảm bán kính cấp điện, thay dây giảm tổn thất và chống quá tải trên lưới. Ngoài ra, tăng cường xử lý khiếm khuyết trên lưới, thay 7 đầu cáp trung thế, thay thanh cái bọc chỉnh trang 17 trạm biến áp, vệ sinh cách điện hotline 33 trạm biến áp để đảm bảo cấp điện dịp cao điểm. Bắt đầu vào mùa nắng nóng thì công tác chuẩn bị mà chống quá tải trong mùa hè thì chúng tôi được đặt lên hàng đầu, mà cả nên là có trong nghị quyết đấy. Tức là ví dụ như là phải sen giảm thêm các trạm biến áp và kéo bổ sung thêm các lô để tăng tiết kiệm của đường dây. Và như các đồng chí thấy là mặt khác là toàn điện lực nhưng mà là huy động lực lượng để xử lý tất cả các cung leo, trường hợp phát nhiệt, coi như để đảm bảo cung cấp điện cho bà con ổn định. Ngay từ đầu năm thì Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động chỉ đạo các điện lực huyện và tiếp tục rà soát và thực hiện cái việc đảm bảo cung cấp điện. Tiến độ công tác đầu tư xây dựng thì ngay từ cuối năm 2021 và đầu năm nay thì Công ty Điện lực Nghệ An cũng đã tổ chức đóng nghiệm thu đóng điện các 150 cũng như là cải tạo các khu vực Diễn Châu, Nghệ Đan, Đô Lương và Thành Chương từ 10 đến 12 và cải tạo 18 lô đường dây trung áp từ 10 đến 12 kV để đảm bảo chống quá tải cũng như cấp điện ổn định cho các khu vực đó. Đối với công tác giảm trạm để chống quá tải cũng như luân chuyển máy biến áp thì hiện nay Công ty Điện lực Nghệ An đã đóng và luân chuyển hơn 110 máy biến áp trên địa bàn các huyện. Có thể nói là công tác chuẩn bị cũng khá là chú đáo và cùng tình tất cả các kịch bản xảy ra để có thể cấp điện cách ổn định nhất. Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo điện lực các huyện, thành thị chủ động trong việc kiểm tra, xử lý khiếm khuyết, tăng cường trạm biến áp, hệ thống đường dây trên từng địa bàn. Cùng với đó, tập trung phát xẻ hành lang an toàn lưới điện, dự phòng các thiết bị, cắt cử cán bộ, công nhân viên trực 24/24 giờ để xử lý ngay khi có sự cố điện xảy ra. Đặt mục tiêu cao nhất là cấp điện an toàn liên tục cho người dân, doanh nghiệp trong sinh hoạt cũng như sản xuất.